Hi, chào mừng các bạn đến với kênh TÍNH ẩm thực. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món cá tra nhúng giấm. Ở đây mình có một con cá tra này các bạn. Ớt, hành tím, tỏi, rau con chua gồm có quế, cần tàu, ngò gai. Bún này thì mình ăn kèm với cá nhúng giấm nha các bạn. Rau nhúc, rau muống, gia vị thì kèm. Và nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi các bạn. Mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Con cá tra này mình mua về mình đã làm sạch rồi đó các bạn. Mình đã rửa muối, chà chanh, rồi mình sẽ chế miếng nước sôi lên mình cạo cho sạch nhất của con cá hết trơn đó các bạn. Lúc này là mình chỉ thái ra thôi. Lúc này mình thái con cá ra nha các bạn. Phần cá của mình đã rửa sạch rồi nè các bạn. Lúc này mình để cho ráo. Tiếp theo mình sẽ đập tỏi với hành tím với ớt nha các bạn. Tỏi với ớt với hành tím này mình băm cho nhuyễn nha các bạn. Mình ướp vô trong cá của mình. Tỏi, hành tím với ớt của mình gì đã nhuyễn nè các bạn. Lúc này mình cũng cho vào tô. Tô hồi mình ướp cá nha các bạn. Phần cá của mình cũng ráo nước rồi nè các bạn. Lúc này mình sắc luôn. Phần cá của mình đã sắc xong rồi đó các bạn. Lúc này mình ướp gia vị vào. Mình cho vào nửa muỗng ăn canh muối, nửa muỗng ăn canh hạt nêm. Đường thì mình cho 2 muỗng ăn canh nha các bạn. 2 muỗng ăn canh đường, nửa muỗng ăn canh bột ngọt, nửa muỗng ăn canh tiêu. Tỏi phi nửa muỗng ăn canh luôn. Tỏi này mình đã phi sẵn rồi đó các bạn. Phần cá này thì mình phải cho tỏi đã phi vào nó mới thơm, cá nó mới ngon nha các bạn. Lúc này mình trộn đều lên.
mình đã trộn xong rồi nè các bạn. Mình để cho 10 phút đi cho gia vị nó thấm vô trong cá của mình ha. Tiếp theo mình sẽ nấu nồi nước giấm nha các bạn. Mình bắt nồi lên trên bếp, mình cho vào 3 chén nước nha các bạn. Đây mình cũng cho vào nửa chén giấm chua nha các bạn. 3 chén nước, nửa chén giấm chua. Lúc này mình bắt lửa lên. Trong khi mình đợi nồi nước giấm của mình cho nó sôi đó các bạn, mình xắt lên chua nha các bạn. Lúc này nồi nước giấm của mình cũng đã lên tim rồi đó các bạn. Lúc này mình nêm gia vị vào trong nồi nước giấm của mình. Mình cho vào nồi nước giấm của mình 1 muỗng rưỡi ăn canh đường nha các bạn. 1/3 muỗng ăn canh bột ngọt. 1/2 muỗng cà phê muối. Nước nó đã sôi lên nè các bạn. Mình nêm cái nồi nước giấm của mình nha các bạn. Coi có vừa ăn chưa. Độ chua độ ngọt của nồi nước giấm mình đã được rồi đó các bạn. Lúc này mình cho cá vào. Mình cho xương cá vào nha các bạn. Cho xương cá vào trước với đầu cá mình cho nấu lên trước cho nó ra nước ngọt của cái vô trong cái nồi nước giấm của mình. Còn cái thịt thì mình sẽ ăn, khi nào mình ăn thì mình sẽ trụng nha các bạn. Cái nồi nước lẩu mình gì đó sôi nè các bạn. Lúc này mình cho nồi lẩu của mình lên. Mình cho qua cái nồi lẩu của mình nha các bạn. Lẩu cá tra nhúng giấm của mình đã chín rồi này các bạn. Mời các bạn cùng ăn với mình nha. Ngon lắm đó các bạn ơi. Cùng làm cho gia đình mình ăn đi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu các bạn thấy hay, like và chia sẻ, nhớ nhấn nút đăng ký chuông ủng hộ kênh của mình nha. Kênh của mình là Tính Ẩm Thực đó các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video ngày mai nha. Bye bye.